Chào cô chú anh chị các bạn nha, quay lại với tin mình nha. Bách Trâm đến đây cô chú anh chị ơi. Hello Bách Trâm. Anh Tý ra rồi. Anh Tý ra rồi. Ok, cảm ơn mọi người. Anh Tý hồi sáng giờ chị học ngoài sân khấu không có anh Tý. Anh Tý hả? Anh Tý bớt khăn của cho chị. Trời ơi. Anh học học việc nhiều quá mà. Ông ăn học dịch con lên nhiều quá. Ông bị mặn. Hello, anh chơi anh Khoa. Anh Khoa đẹp trai quá ha. Cam nó bị mờ. Cam nó bị mờ. Không biết làm sao. Khoa, đi luôn. Chồng với anh Sang. Hai tôi lộn quyền rồi. Không còn ai hết. Nhà đi hết thì giao quyền cho tôi. Nhà của bé Long. Chủ nhà thì đang ngủ. Mệt quá không dậy nổi. Chán chủ nhà gà mọc mùi tơ. Chán chủ nhà tôi chứ không sao mọc mùi tơ. Đây là chị Bách Trâm chuẩn bị bắt đầu live stream thì bọn trẻ nha thiếu nhi cả nhà. Đây là anh Huy Sang. Hồi sáng anh Huy Sang à. Thôi, anh đang diễn cái tuồng nó anh cạo đâu được, anh đang đóng giang hồ mà. Anh cạo tự nhiên cái anh không cạo đâu, anh muốn mình cái móc câu rồi nè. Nó móc câu hả? Ừ. Tự nhiên đang đóng cái giang hồ. Tự nhiên cạo cái thằng gì vậy ba? Anh Giang hén. Có nè, anh nha, anh Sang diễn ra đó tiếp anh Sang. Anh ra đó rồi đó, anh diễn ra đó. Hay quá, biến quá. Vậy luôn mình biến quá đúng không? Biến quá không được. Đó bữa là bẻ gãy giòn, bẻ gãy tay. 15 tỷ mà còn chia làm 27 tỷ. Bữa nữa không bẻ gãy cái giòn của thằng Phúc tiệt chứ. Nó là đau quá, đau quá. Chỉnh chát đẹp đẹp một chút coi. Mặt mày tôi sáng giờ thấy dịch rồi, lòng quyền quá vậy. Ủa mở mới làm đường nào ta? Hành quá vậy. Sáng chủ nhà là một cái cơm mở hết luôn. Rồi lên. Rồi lên này có một cái quay được lên. Đang chia sẻ. Mấy anh em YouTube mình không có. Mấy anh em này là ở Sài Gòn hay không? Có dù lên Tết hả? Dạ không chị. Dạ không chị ơi, đây. La nhẹ trưa mùng năm tặng vé cho các bé, tặng vé cho các bé. Sang ơi. Sang rồi đây chị ơi, ra đây em với anh ôm nhau cái lúc cũng có linh tí nè. Sang anh không có bé ôm cho nên Sang ra đây đi. Em với anh là ôm nhau một cái lén lút coi xem. Lúc mà không có Linh Tí ở đây là anh không có bà bé ơ ở đây. Có mấy quay hết nè chị. Ồ hai quên. Có mấy sự quỷ sứ YouTube. Dán chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Thấy không? Thấy chăm không? Thấy chăm không? Cao cao lên chút mà bà. Cao cao lên. Quay đây đi. Thấy chăm không mọi người?
tìm chỗ để mà. Quá là gì má? Trời ơi, coi nó quá gặp từ 1 tới 9 tới giờ. Quý già diễn sâu giờ sợ. Quý già diễn sâu giờ sợ. Tranh thủ đi, lúc không có Linh Tí ở đây, không? Lúc không có bà bé ơ ở đây, không? Lúc con Long nó giao nhà cho mình phải tranh thủ chứ. Ngán giọng mình nè. Hello mọi người. Xin chào đại gia đình, chúc đại gia đình năm mới là mang tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý nha, phát tài bình an nha, hạnh phúc bên nhau nha. Và đặc biệt là có nhiều tiền ha. Kê tới sân khấu Quốc Thảo mua vé ủng hộ Trâm, anh Sang, anh Thảo, bé Loan, anh Tí. Nóng quá Sang ơi. Mở lạnh mà không mát thì sao? Mở quạt đi Sang, kiếm gì điện cắm quạt để nhạc lon phải nhà mình đâu. Nhạc lon phải nhà mình đâu, mình làm lại đi. Đâu phải tiền điện của mình đúng không? Ừ, đâu phải tiền điện mình đâu. Mở hết đi, ngón đóng chứ mình đâu có đâu. Nóng quá, nóng. Đó, mẹ rồi đó. Đi sáo quá nó ù ù. Sang Sang, đưa điện thoại. Mở cái lực diễn lên dùm em cái. Mở cái lực diễn, bữa em gửi cái tấm hình nhìn dài lực diễn lên. Dạ, mọi người ăn Tết có vui không à? Có khỏe không à? Dạ, chị Bích Trâm đăng lại để bán vé thiếu nhi cho cô chú anh chị ở chợ trung tâm văn quán quận Phú Nhuận. Từ sáng nhà. Tối, mấy ngày nay là từ 7:20 Nguyễn Văn Trỗi nha cả nhà. Cúng kiến, cúng sân khấu. Vé cao nhất là 250. Vé thứ hai hàng giữa là 200, cuối cùng là 150 nha cả nhà. Sân khấu Quốc Thảo cũng như là sân khấu của Tiến Trâm. Anh mở lên Facebook của em, Facebook của bé Lon á. Đừng có cái lịch diễn á để đọc cái mấy cái môn sắp tới mà con nghe lịch diễn mình dài hơi dần dần. Dạ hôm nay là mùng năm rồi à, Trâm còn diễn Tết thì Trâm còn diễn 4 mùng nữa à, mùng năm. Dạ chào các chị mới vô, mùng năm, mùng sáu, mùng bảy, mùng tám, mùng chín nữa. Sau hết tới mùng 9 là sân khấu của Trâm vẫn hoạt động tiếp tục nha mọi người nha. Vẫn hoạt động tiếp tục. À, đây nè, cho. Đó. Mấy ông quay người ta cho cố vô nha. Tôi quay cái mặt mấy ông cho người ta thấy. Đây nè, cái một vàng đồng ca đó. Hát opera không ạ, đứng đó quay tôi đó, thấy không? Đó. Đó. Tết nhất không về nhà lo ăn Tết từ với vợ con gia đình. Đứng đây cầm phải quay chi mấy ông nội. Đó. Nói chứ mấy anh em yêu thích rất là cực khổ luôn. Tết nhất vẫn thương gia đình bé Loan, thương tụi Trâm. Tụi Trâm đi đâu mấy anh em cũng chia sẻ thông tin đến bà con. Mà thật sự là nhờ anh em YouTube rất nhiều, nhờ anh em YouTube mà mọi người biết đến sân khấu Quốc Thảo, trung tâm văn hóa Phú Nhuận. Và những đường diễn của Trâm 4 mùng vừa qua đêm nào cũng đông, rất là